Có cũng tầm xa, cũng xa. Xa. Hai chị em là tự đi xe máy, tự đèo nhau đi. Đi chơi thì phải nhiệt tình thôi thì mới vui được. Vâng, đi chơi là phải nhiệt tình, không nhiệt tình là không... Không vui. Không vui. Em làm quán tóc ạ. À, thế là mấy năm rồi? Em vừa mới xuống được mỗi một năm thôi ạ. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với tập phim tiếp theo trên kênh Làng Gió Vùng Cao. Hiện tại giờ mình đang ở chợ tình Nóng Sập các bạn ạ. Một cái chợ tình rất là nổi tiếng của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Đây là cái tập phim thứ hai ở chợ tình Nóng Sập. Và như tập trước thì mình quay ở khu vực sân khấu chính rồi và cái khu vui chơi. Tập này là mình sẽ đưa bạn đi khám phá trải nghiệm ở khu cửa khẩu bạn ạ. Trên đấy là cũng có rất nhiều chỗ chơi và rất nhiều điều hay và điều thú vị các bạn nhá. Và bây giờ xin kính mời toàn thể quý vị và các bạn cùng mình đi khám phá trải nghiệm chợ tình Nóng Sập. Đó, đây là con đường lên cửa khẩu này. Hello, chào em nhá. Anh thấy em rất là xinh gái luôn. Em ơi, cho anh hỏi một chút là em đến từ đâu vậy em? Em ở thị trấn Nông Trường. À, ở thị trấn Nông Trường. Chắc là mấy hôm vừa rồi này em cũng chơi đấy suốt đấy nhỉ? Thế là em lên trên này lâu chưa em? Vừa mới đi à? Đây là hai mẹ con mình à? Đó, hiện tại đây là con đường lên cửa khẩu. Con này trên này thì là đang tắc đường. Đó, xe lên trên này rất là nhiều và xe xuống cũng rất là nhiều các bạn nhá. Rồi bây giờ mình đang tiến lên khu cửa khẩu con này. Đó. Ở đây thì có rất nhiều những cô gái cũng đang lên trên cửa khẩu bạn này. Em ơi, bây giờ lên trên cửa khẩu đấy à? Và hiện tại giờ bọn mình đang lên cửa khẩu bạn ạ. Đó, lên trên này bây giờ là chỉ đi bộ thôi bạn nhá, không đi được xe. Bây giờ đang tăng đường bọn này. Hôm vừa rồi em có đi chợ tình Mộc Châu không em? Không ạ. Thế hôm đấy là có được anh nào kéo vợ không? Không được anh nào kéo vợ à? Em thấy là năm nay là với năm ngoái, năm nay có thấy đông hơn năm ngoái không? Như nhau thôi ạ. Cũng như nhau luôn. Vâng. Năm nay em bao nhiêu tuổi vậy em? Em 14 ạ. 14 tuổi. Thế là em còn đi học không? Em không ạ. Không học phải sát anh học sớm đấy. Tầm này thì anh phải vẫn đi học chứ. Ba mẹ không cho học. Ba mẹ không cho đi học á? Vâng. Thế bây giờ em ở nhà em giúp bố mẹ đấy ạ? Vâng. Giúp bố mẹ làm việc nhà. Thế là em có dự định sau này là em sẽ như thế nào không? Đi làm việc gì không hay là như thế nào? Hay là dự định lấy chồng? Em ở nhà giúp mẹ thôi ạ. Ở nhà giúp mẹ thôi à? Ok. Đó, bây giờ là bọn mình đang tiến lên khu trên này các bạn nhá. Tôi đi vào trong này cho lành các bạn này, tránh lạc nhau. Nên là rất nhiều ô tô người ta đang lên trên này và xuống các bạn ạ. Trên này đang tắc đường mà sao cứ... Ôi kìa, cẩn thận kìa. Đấy, nó đổ vào người thì chết, nguy hiểm. Ui, rồi. Sợ thật, trên này gió mạnh thật đấy. Em ơi, em tên là gì vậy em? Tên Nhung ạ. Tên là Nhung à? Tên Nhung tên là rất là đẹp. Một người con gái tên Nhung cực kỳ là đẹp luôn. Dạ, lên trực tổng, lên trực tổng. Đây trên này thì đỡ một chút các bạn này. Đường đang tắc, cực kỳ là tắc các bạn nhá. Đó. Thế hôm nay là có 4 bạn đi cùng nhau thôi à? Vâng. Thế thì từ sáng có kiếm được anh nào chưa? Chưa. Kiếm rồi. Có anh nào đến hỏi tán tỉnh rồi hỏi chuyện chưa? Chưa ạ. Chưa à? Vâng. Rồi hôm nay là kiểu gì là cũng có rất nhiều anh đến nói chuyện với bọn em. Hứa vẫn là có khi là được kéo vợ thế. Bây giờ có anh nào kéo em có theo không? Không. Không á? Vâng. Nhưng mà phải thích thì mới theo ấy nhỉ? Thích thì mới theo chứ. Đấy. Bốn cô gái với trang phục mông truyền thống đang lên trên khu cửa khẩu bạn nhé. Đó. Vừa nãy là mình có làm quen được và mình đi cùng này. Đó. Nhưng mà em mới phải thích cơ thì mới kéo được. Em nếu mà thích thì là không cần nói gì luôn. Cứ thế là đồng ý thôi. Đường mà đang tắc mà họ. Được, con gái thích con trai thì vẫn kéo được mà. Nhà em nhỉ, thực thoải mái đúng không? Con gái mà thích con trai thì vẫn kéo nhau ở mầm luôn. Đó. Bạn thấy nào, lên trên này thì lại tắc đường bạn ạ. Không hiểu của gì trên này đã không lên được rồi mà người ta cứ cho xe trên này. Tắc đường, cục bộ luôn. Và dự kiến trên này rất là đông bạn nhá. Đó, chợ tình, họ bảo Nóng Sập thôi nhưng mà người ta cứ kéo nhau lên cửa khẩu ấy. Đây trên này chơi bạn ạ, đi khám phá trải nghiệm cửa khẩu. Bọn em
đi chơi đây thì là chiều về hay là như nào em? Chiều về ạ. Chiều về luôn. Thế thì chợ tình này là họp một ngày thôi à hay là họp mấy ngày? Một ngày thôi ạ. Một ngày thôi. Họp ngày hôm nay thôi. Không là mai là chủ nhật. Hôm nay là thứ bảy. Chợ tình cũng là chợ người liên quan ạ. Rất nhiều người đến đây đi chơi. Lúc trước thì bọn anh cũng lên trên này rồi ấy. Và cũng sang bên nước nào rồi ấy. Bọn em sang đấy bao giờ chưa? Sang rồi ạ. Sang rồi. Sang nhiều rồi. Gần đây thì sang nhiều nhỉ. Nhưng bọn anh hôm nay đi thì lúc sáng sớm này nên là vẫn sang được và về được. Còn bây giờ thì nghe nói là đang tắc đường. Tắc người không thể sang được. Nhưng mà người vẫn rất thích kéo nhau như này chơi đây để đi trải nghiệm cái không khí lễ hội. Không khí lễ hội thì một năm mới có một lần các bạn ạ. Những dịp như này thì là người ta đi chơi rất là nhiều, tạm gác lại những công việc hàng ngày. Đó, ngay lúc này là mình đang đến khu vực cửa khẩu bạn này đó, và có rất đông người đang ở cửa khẩu bạn nhé, để làm thủ tục sang bên kia biên giới bên nước Lào bạn này. Đợt này thì làm thủ tục sang bên nước Lào thì cũng rất là dễ, rất là đơn giản thôi, nên là người ta đi rất là nhiều. Và hiện tại giờ đang tắc nghẽn các bạn này, rất đông người tắc nghẽn ở đây. Đó, các bạn thấy chưa? Khách thập phương ở các nơi đến đây chơi và tắc nghẽn quá ạ. Để sang bên này thì làm thủ tục nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà kiểu lượng người nó đến đây quá đông, quá là nhiều ấy. Nên là để sang được cái bên đấy thì cũng mất rất nhiều thời gian. Như ở thước phim trước thì mình cũng đã sang bên đấy rồi. Và mình phải sang từ sớm quá ạ, để tránh tình trạng tắc đường. Nếu như mà cái tầm này mà sang thì là không thể sang được. Làm thủ tục cũng không phải là quá lâu, nhưng mà kiểu là cái số lượng người đến đây đông ấy, nên là họ sẽ mất thời gian hơn. Đó, ở khu vực bên trong này người ta đang làm thủ tục quan này. Trong này người ta đang làm thủ tục rất là đông các bạn nhé. Đó, mình ra khu ngoài một chút các bạn này. Ngoài thì rất nhiều chàng trai cô gái họ đến đây, họ đi chơi này, họ muốn sang bên nước Lào chơi. Bạn thấy đông chưa? Cũng là đông như chảy hội các bạn ạ. Ngày hội, một ngày hội lớn ở huyện Mộc Châu. Ở huyện Mộc Châu thì năm nay tổ chức hai khu vực diễn ra lễ hội, đó là ở thị trấn Mộc Châu và ở bên Lóng Sập. Đó, một cái xã cách Mộc Châu là 30 cây số. Bên này thì là nó không có quá nhiều chỗ chơi như bên thị trấn Mộc Châu, nhưng mà có bãi chơi vui chơi rất là rộng. Cái tập phim trước mình quay bạn xem đấy, bãi vui chơi rất là rộng. Đi sang được nước Lào chơi bạn ạ, nên là những người mà họ lên trên này này, bạn này họ đi trên này, đó là những người mà họ có ý định muốn sang bên nước Lào chơi, trải nghiệm sang bên đấy như thế nào. Thì như ở tập phim trước mình cũng sang đấy rồi thì mình thấy rằng là bên đấy là cũng giống Việt Nam các bạn ạ, đó cũng tương tự như Việt Nam thôi, nhưng mà kiểu là người dân Việt Nam mình háo hức ấy, họ thích sang đấy xem cái không khí bên đấy như thế nào, họ tò mò các bạn ạ, nên là sang đấy chơi. Đó, cái chỗ này là cái chỗ mà để sang bên bên kia biên giới bạn này đó. Chào hai em nhé, đây là con em đây à? À, thế nào hôm nay đi chơi mang cả con đi, em cũng thế luôn. Đây là có phải chị em trong nhà không? Chị em luôn à? Chị em họ hay chị em thợ ruột luôn? Chị em ruột luôn à? À, thằng nào nhìn giống nhau thế? Thế hôm nay có chồng đi cùng không? À, chồng đi trước, thế là tí nữa bọn em đi sau. À, thế vừa đấy làm thủ tục có lâu không? Làm thủ tục giấy tờ có lâu không? À, cũng không lâu lắm à. Này, bọn em sang bên đấy bao giờ chưa? Chưa sang bao giờ á? À, thế bọn em ở gần đây không em? Gần đây không? Bọn em có phải ở gần đây không? Nhà gần đây gì? À, sang đấy chơi cho nó thay đổi không khí nhỉ? Bên Việt Nam mình chơi nhiều rồi. À, sang đấy chơi cho nó khác kiểu. Các bạn thấy là hàng ngàn người họ đang sang bên này chơi, sang bên nào chơi các bạn này đó. Sau khi mà làm thủ tục xong họ phải đi một quãng đường tầm khoảng 3 cây số các bạn nhá, đi bộ đó, 3 cây số để sang bên kia. Thì như clip trước là lúc đấy là mình sang sớm các bạn ạ, lúc đấy là cũng ít người thôi, sang sớm rồi đó, nên là mới không tắc đường, và mình đã quay một tập phim bên đấy rồi đó. Nhưng bây giờ mình về đây mình quay bên này. Đó, cứ đi sớm là ok nhất các bạn ạ.
cái tầm này mà làm thủ tục sang đến nơi thì cũng khá là muộn. Đấy, xếp hàng rồi là đưa căn cước, đưa giấy tờ, cái giấy mà người ta viết tay giấy gọi là giấy thông hành đấy. Nó không như kiểu bên Lào Cai, bên Lào Cai thì là phải có sổ thông hành và làm giấy tờ bên Lào Cai được. Khó lắm các bạn ạ, lâu lắm. Mà đi sang bên Trung Quốc thì nó khó hơn bên Lào rất là nhiều. Một ngày hội lớn nên là người ta đến đây chơi rất là nhiều luôn. Đó, trong này là cái khu mà làm thủ tục này. Đó, làm giấy tờ thủ tục xong họ mới đi ra các bạn nhé. Làm xong rồi thì mới đi, mới có giấy tờ để đi sang Trung Quốc được. Đó, lúc này có hàng ăn người kéo đi đây các bạn này. Cũng là người Việt Nam mình rất là tò mò, bởi vì họ thích những cái điều nó khác lạ ấy. Vì trước giờ là sang cửa khẩu Trung Quốc, sang cửa khẩu bên nào nó chưa bao giờ dễ như đợt này. Đây là người ta kéo nhau đến đây cực kỳ là đông luôn, có rất nhiều người đã đi về các bạn ạ. Đó, hiện tại giờ cửa khẩu đang tắc các bạn nhá, đang tắc. Đó, như này như kiểu là một nhóm người nhà ấy, họ đi sang bên đấy chơi bạn này. Đó, nhóm người nhà. Chào em nhá, em ơi anh hỏi chuyện một chút được không? Em đang định sang bên nước nào đấy à? Em có định sang bên kia không? Nhưng mà làm giấy tờ xong chưa? Chưa làm xong rồi. Thế là chưa làm được. Đông quá à? Thế ở em sang bên đấy bao giờ chưa? Được sang rồi à? Bên đấy em thấy bên đấy với bên Việt Nam mình bên nào vui hơn? Dạ là bên Việt Nam mình ạ. Bên Việt Nam mình vui hơn à? Bên đấy không vui lắm à? Bên đấy có nhiều trò chơi như bên Việt Nam mình không? Dạ, em còn chưa được đi nhiều nên cũng chẳng biết nữa ạ. Em mà nói chưa được đi nhiều nên chưa biết. Thế là hôm vừa rồi em có đi chợ tình Mộc Châu không? Dạ không đi đâu ạ. Thế hôm nay mới bắt đầu đi chợ tình Nóng Sập ấy thôi. Đây là bạn trai của em đấy à? À, đây là bạn trai của em đấy à? À, thế hai bạn yêu nhau lâu chưa? À, em yêu nhau lâu chưa? Em mình vừa biết nhau. Mới quen nhau à? À, tốt thế nhờ. Đấy, hôm nay là đi chơi chợ tình là quen được, có người yêu luôn đấy nhờ. Thế là quen nhau là dẫn nhau đi chơi. Vui nhỉ. Thế là đây là người bạn thứ mấy của em rồi? Nếu mà tính như từ lúc biết thích biết yêu thì đây là người bạn thứ mấy rồi? Nói đến chuyện đấy thì em không đến nổi. À thế à? Nhiều thế à? À, nói đến thích những người con gái khác thì không đếm nổi. À, đây là một cô gái rất là xinh đấy. Nói chung là em cũng rất là may mắn đấy, có được một người bạn gái xinh như này. Em ơi, em thế bạn gái em tên là gì? Em cũng không biết. Ồ, cũng không biết luôn á. Thì em biết tiếng bọn em thôi còn. Biết tiếng bọn em thôi còn tiếng Kinh thì em không biết. Em ơi, em tên là gì vậy em? Em tên là Phạm Thị Danh ạ. À, Phạm Thị Danh. Phạm Thị Danh. À, thế em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 15 tuổi ạ. À, 15 tuổi. Thế là hôm nay là đi chơi là quen được bạn trai này luôn. Đấy, chúc mừng em nhá. Đấy, hôm nay là đấy, những cái dịp chợ tình như này là những bạn trai bạn gái là có dịp và liên duyên với nhau. À, trước mắt là cứ yêu nhau rồi sau là lên có khi lên vợ chồng nhỉ. À, chúc em và bạn trai sẽ lên duyên vợ chồng nhá. Ok, chào các em nhá. Ok, chào em nhá. Chào em gái nhá. Em ơi, em ở đến từ đâu vậy em? À, trên Mộc Châu đến đây à? Thế hôm nay đi cùng ai đây? À, em gái, hai chị em đây luôn à? À, hai chị em nhìn cũng giống nhau nhỉ. Thế năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? 16 tuổi. Em còn đi học không? À, còn đi học. Ok. Thế là đi chơi, hai chị em đi chơi với nhau. Thế là đến đây có được anh nào, bị anh nào kéo vợ chưa, bắt vợ chưa? Chưa. Chưa. Thế là có xinh gái này kiểu gì là cũng có một vài anh kéo về làm vợ đấy. Thế là đi chơi đến chiều về à em hay như nào? Tí có xong. Tầm tối rồi mới về. Thế tí có sang bên nước Lào không? Sang đấy chơi không? Đi nhưng mà nhiều người chắc là em cũng sang đây chơi nhiều rồi gì? À, bên đấy có vui hơn bên Việt Nam mình không? Bên đấy cũng giống như bên Việt Nam mình. À, nhưng mà người ta kiểu là dân ở nơi khác người ta cứ tò mò đến đây chơi ấy nhỉ? Tò mò nên là người ta muốn đến đây chơi để xem bên đấy như thế nào ấy. À, thế nào em còn đi học không? À, còn đi học. Bây giờ nó đang làm thủ tục, chờ làm thủ tục để sang đấy nhỉ? Bây giờ nó đang chờ làm thủ tục để sang đấy à? À, đang chờ làm thủ tục để sang. Nhưng mà bây giờ đông lắm, làm hơi khó đấy nhỉ? À, bây giờ là đông, làm hơi khó bạn ạ. Nhưng mà người ta vẫn thích sang để đi chơi, để trải nghiệm cái bên cửa khẩu
bên nước nào nó sẽ khác biệt như thế nào. Em đi Trung Quốc bao giờ chưa? Bên Trung Quốc làm giấy tờ nó lâu lắm. Anh ở gần Trung Quốc mà, anh ở bên Lào Cai. Giấy tờ đi Trung Quốc thì nó dễ, nó khó lắm. Mà họ làm đi sang đấy mất nhiều thời gian lắm, xếp sổ rồi nó đóng dấu rồi các thứ. Thế nào vừa nãy em bảo là em ở bên thị trấn Mộc Châu à? Không, em ở trên Yên Châu. Yên Châu à? Yên Châu thì từ đây đi là phải đi qua thị trấn xong mà mới đến Yên Châu ấy nhỉ? Thế từ Yên Châu về đây có xa không em? Có, cũng tầm xa, cũng xa. Xa. Là chị em tự đi xe máy, tự đèo nhau đi. Đi chơi thì phải ấy nhỉ, đi chơi thì phải nhiệt tình thôi thì mới vui được. Vâng, đi chơi là phải nhiệt tình, không nhiệt tình là không vui. Không vui. Bọn anh ở xa, bọn anh từ trên Lào Cai đi xuống dưới này thì bọn anh đi xuống đây từ mấy hôm rồi. Đó, bởi vì nó rất là xa, đi hết một ngày mới đến nơi được. Vậy là bọn anh cũng chịu khó đi chơi. Bọn anh đi lễ hội này để quay lên cho mọi người biết được là những cái lễ hội như này nó rất là vui. Đặc biệt là ở Mộc Châu này, Mộc Châu thì rất là nổi tiếng rồi. Mộc Châu nổi tiếng về chè Mộc Châu nhỉ? Vâng, chè Mộc Châu. Rồi. Em cũng ít đi chơi nên là cũng chỉ biết sực sương thôi chứ. Yên Châu là một huyện khác đúng không? Một huyện khác nó cũng giáp Mộc Châu. Bên Yên Châu có cái gì hay không em? Bên Yên Châu thì cũng không có gì hay đâu, cũng chỉ là kiểu dạng là ít người biết thôi ạ. Ít người biết. Nên là nó cũng có cái đặc sản rất gì đó. Đặc sản ví dụ là có cái thương hiệu đặc sản thì nó nổi tiếng không? Như là bên Mộc Châu thì có chè Mộc Châu này, rồi là sữa chua Mộc Châu này đấy. Nhưng bên đấy thì có cái gì không em? Bên đấy thì có xoài. Có xoài Yên Châu là rất là nổi tiếng đấy nhỉ. Bên đấy là anh nghe nói là có một cái lễ hội gọi là lễ hội xoài đúng không? Vâng. Và mùa hè, mùa xoài đấy nhỉ? Vâng. Em có tham gia cái lễ hội đấy bao giờ không? Em chưa tham gia bao giờ nên là cũng không biết, kiểu dạng là thuộc dạng là bố mẹ không cho đi ấy. Nên là em có thể kể sơ sơ qua về cái lễ hội đấy, nó người ta tổ chức như thế nào, cái hình thức diễn ra như thế nào không? Em cũng chưa biết được, em cũng chưa tham khảo về mấy cái... Chưa đi bao giờ? Vâng, chưa đi bao giờ, cũng không biết. Lễ hội xoài như kiểu nào, họ thi gọi là thi bặt xoài, hái xoài để trang trí xoài ấy nhỉ? Như ở trên Lào Cai bọn anh nhá, có lễ hội gọi là lễ hội quế ấy, thì người ta sẽ thi là bóc quế này, rồi là bóc quế đẹp, bóc quế nhanh này đấy. Nói chung là nó cũng liên quan về những cái nông sản và cái sản vật mà nổi tiếng, cái thương hiệu của mỗi địa phương ấy. Qua em có xuống Mộc Châu không? Hôm qua em không, em ở nhà. Mộc Châu hay thế em không đi à? Không, em không vui đi. Mùng 1 em không đi nhưng mà hôm 31 thì em có. Hôm 31 thì bọn anh cũng xuống đấy rồi, xuống từ chiều 31 rồi. Thì ở xa phải đến được hôm trước ấy thì mới kịp thời gian được. Ở Sơn La nói chung là vui. Vui hơn vui so với nhiều địa phương khác. Nói chung là mỗi nơi nó một kiểu vui khác nhau. Mà Sơn La thì nó khá là vui, khá là hấp dẫn. Và đặc biệt là con gái Sơn La rất là xinh nhỉ. Anh thấy gái Sơn La xinh cực kỳ luôn ấy. Nhiều gái xinh đặt. Đến đây là choáng ngợp luôn, không muốn về luôn ấy. Anh nói quá ấy chứ. Đặt mà như em, cái chuyện suốt lấy rồi. Anh chưa hỏi em tên là gì vậy em? Em tên là Hiên ạ. Tên là Hiên à? Em cũng là người Kinh đúng không? Em là người Mông ạ. Người Mông à? Vâng. Người Mông mà anh thấy em nói chuyện này phong cách ăn mặc là giống như người Kinh luôn. Thì kiểu dạng thực dạng là em ở khu mấy người Kinh nên là nói chuyện giống hơi giống người Kinh. Ai cũng bảo là em là người Kinh nhưng mà không, em không phải người Kinh. Thế nào em là người Mông ở khu người Kinh nên là mình theo phong cách người Kinh nhỉ, cho nó hòa nhập một chút. Nói chung là ai thích kiểu gì thì kiểu đúng không? Thế rồi chào em nhé, chúc em đi chơi vui vẻ nhá. Em chào anh. Ok, chào em. Nó xong lúc mình quay ở trên đấy xong thì bây giờ mình đang tiến xuống chỗ khu chợ tình nóng sập các bạn nhá. Năm nay là chợ tình nóng sập kết hợp với chợ tình bên nước Lào nên là rất là đông các bạn ạ. Mọi người đến đây chơi rất là đông, rất là nhiều, rất là vui luôn. Nó tắc đường rồi là nghẽn đường, nghẽn mạng đã xảy ra ở cái khu vực này các bạn ạ. Đó. Lúc này cũng có rất nhiều người họ đang đến đây các bạn này. Đó. Vừa đi vừa quay cảnh đường các bạn xem nhá. Người ta đến đây kéo này rất là đông các bạn này, la liệt các bạn ạ. Người ngút ngàn, người rất là nhiều luôn, biển người các bạn ạ. Đó. Kiểu là cửa khẩu mở này, dễ đi chơi các bạn ạ. Làm thủ tục nó cũng dễ nên là người ta đến đây chơi nhiều các bạn ạ. Gọi là đi chảy hội các bạn ạ, người đông gọi là đông. Đông như chảy hội có khác. Đó. Các
lơi người ta đổ về. Đó, lúc này mình đang đi xuống bạn ạ. Lúc trước thì đi lên rồi, bây giờ đi xuống. Lên đấy quay một lúc ở trên đấy cho bạn xem là khu vực cửa khẩu ở chợ tình đóng sập. Đó, còn bên chợ tình bên nước Lào thì mình cũng sang bên đấy rồi bạn nhá. Nó cũng khá là hay, khá là hấp dẫn và nó cũng la la giống kiểu bên Việt Nam mình nhé. Đó, các bạn thấy chưa? Ngày hội lớn nhất trong năm của huyện Mộc Châu quan ạ. Nói riêng mà tỉnh Sơn La nói chung. Nói chung là bên Sơn La thì khá là nhiều lễ hội các bạn ạ. Là lễ hội của họ là lớn, rộng, lớn và cực kỳ là hay, cực kỳ hấp dẫn. Đó, còn bên Lào Cai thì là mình thấy là cũng có nhiều lễ hội. Đó, và đa số là những cái lễ hội của người Mông ấy. Đó, như cái lễ hội Gầu Tàu thì là sẽ tổ chức vào trong dịp Tết từ mùng 2 đến mùng 6 Tết ở các xã đã được định sẵn ấy. Đó. Và có nhiều trò chơi khá là hay, khá là hấp dẫn. Đó. Ở bên Sơn La này cũng có nhiều trò chơi các bạn nhá. Mỗi nơi một kiểu bạn ạ. Đó, ngay lúc này thì lượng người đổ lên cửa khẩu cũng rất là đông bạn này, rất là nhiều bạn này. Chính ra là ở chợ bên Nóng Sập này là ít người bạn nhá. Họ cứ kéo nhau sang bên nước Lào là nhiều thôi. Đó, họ chơi một chút ở bên Nóng Sập này xong họ kéo nhau sang bên đấy. Cứ năm nay là mở cửa khẩu bạn ạ, như mọi năm thì là không mở, thế là mọi người sẽ tập trung ở bên Việt Nam mình. Chào em nha, em ơi, em từ đâu đến này em? Em ở Mộc Châu ạ. À, em ở Mộc Châu à? Dạ vâng. Sao em vừa mới đến luôn à? Dạ vâng ạ. Sao đến muộn thế? Chợ tình nó diễn ra từ sáng mà bây giờ em mới đến à? Sao lại đến muộn thế? Dạ. Sao lại đến muộn thế em? À, em tại em dậy muộn thế anh ạ. Dậy muộn à? Vâng. Thế là năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Em 17 tuổi ạ. 17 tuổi à? Vâng ạ. Thế là hôm nay đi chơi là đi bắt chồng với nhỉ? Dạ vâng. À, mấy hôm trước là ở trên Mộc Châu thì em có được canh nào bắt vợ kéo vợ chưa? Em cũng không biết bởi vì em từ Hải Phòng mới lên ấy. À. Em đi làm ở đấy. À, em đi làm xong rồi em về Mộc Châu xong rồi em đi chơi chợ tình thôi. Dạ vâng. À, thế là em làm ở Hải Phòng, em làm công việc gì ở đấy? Em làm quán tóc ạ. À, thế là làm mấy năm rồi? Em vừa mới xuống được một năm thôi ạ. Thế là năm nay em bao nhiêu tuổi? Em 17 ạ. Em tên Theo ạ. Thế là hôm nay đi chơi chợ tình, chúc em đi chơi vui vẻ nhá. Dạ vâng ạ, em hy vọng là hôm nay em sẽ bắt cho mình được một chàng trai rất là lý tưởng nhá. Dạ vâng. Rồi chào em, chúc em đi chơi vui vẻ nhá. Vâng, em chào anh. Chỗ này mình thấy là có một cô gái với trang phục rất là đẹp quá này, rất là hấp dẫn này các bạn này. Đó, trang phục truyền thống của người Mông. Đó, và bên cạnh có một chàng trai nữa. Đó, chắc là họ là người yêu của nhau quan ạ. Đó, họ đến họ đi chơi. Đó. Ở dịp này rất nhiều đôi lứa lên vợ chồng quan nhá. Em ơi, chào hai em nhá. Hai em là người yêu của nhau đấy à? Xinh gái quá nhỉ, xinh gái và đẹp trai nữa. Thế bọn em quen nhau lâu chưa em ơi? Quen nhau lâu chưa? Được thời gian lâu chưa? Mấy tháng rồi à? Thế là hai em này ở gần nhà nhau không? Không. Không ở gần nhau, không ở gần nhà nhau. Em gái quay mặt sang đây một tí em ơi. Quay một chút nào. Đó. Thế em gái là năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? 17 tuổi. Thế là còn đi học không em? Em còn đi học không? À, thế em còn đi học không? Có. À, thế là quen nhau được mấy tháng rồi. À, mình quen nhau là cũng ở chợ tình luôn à hay là như nào em? À, quen nhau trong là quen nhau chợ tình trong là yêu nhau à, kiểu lúc nào như vậy. Nói chung là chợ tình rất là vui nhỉ. À, nhiều đôi lứa lên lên duyên thành cặp đôi với nhau. Thế anh chúc hai em là sớm lên duyên vợ chồng nhá. Nói chung là ai yêu nhau thì cũng mong ước là sau này sẽ lên duyên vợ chồng. Thì anh chúc hai em đi chơi vui vẻ và lên duyên vợ chồng nhá, hai em nhá. Ok, chào em nhá. Đó, trang phục truyền thống của người Mông rất là đẹp và bạn nữ là phải hơi ngại ngại các bạn ạ. Chính vì cái nét e thẹn đấy mới tạo lên cái nét văn hóa và cái đặc trưng bản sắc riêng của con gái vùng cao bạn ạ. Đang chụp ảnh bạn ạ, đang chụp ảnh. Đây là cái sân khấu chính. Chào hai em nhá. Hey, hello Lily. À, đi chơi rất là vui luôn. Tuần văn hóa du lịch Mộc Châu bạn ạ. Đó. Chợ tình Nóng Sập. À, vậy là từ đầu đến giờ mình đã đưa mọi người đi khám phá trải nghiệm chợ tình Nóng Sập. Các bạn thấy là chợ tình Nóng Sập rất là hay, rất là hấp dẫn. Và rất nhiều những chàng trai cô gái tuyệt vời các bạn ạ. Những chàng trai rất là đẹp trai, những cô gái rất là xinh. Và mình đã đưa bạn đi ra cái khu cửa khẩu ấy. Hiện tại cửa khẩu bây giờ đang tắc đường các bạn nhá. Đang bị nghẽn ở đấy các bạn ạ. Rất nhiều người sang bên nước Lào để chơi các bạn ạ. Và sang bên nước Lào thì mình đã có một cái clip rồi. Bên đấy cũng khá là hay, khá là hấp dẫn.
Đến đây thì mình cũng xin phép được kết thúc cái tập phim này tại đây các bạn nhé. Đó, một cái tập phim về chợ tình nóng sập khu vực cửa khẩu. Đó, khá là hay, khá đặc biệt so với cửa khẩu Lào Cai. Và đến đây thì mình xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở một cái tập phim tiếp theo trên kênh Nắng Gió Vùng Cao. Trước khi các bạn rời đi thì các bạn cho mình xin một like, một đăng ký kênh để xem các tập phim tiếp theo trên kênh của mình nha. Chào các bạn.